Để tôi lật cục đá này lên xem thử có gì không. Ủa, từ đâu tự nhiên lại chui ra một con bạch tuộc bám vô chân tôi nè. Con này chắc cũng chẳng sống lắm rồi, nên nó tự mình giao nộp mạng luôn. Đã thế thì tôi sẽ thành toàn cho ý nguyện của nó luôn vậy. Rồi thì lật cục đá này lên xem có con gì không. Ố là la, nguyên một con mực nang nó nổi lên luôn nè. Chắc anh em đã nghe bắt cá hai tay rồi đúng không? Hôm nay tôi sẽ thị phạm cho anh em xem thử. Tự nhiên chui đâu ra nguyên một con tôm hùm cạnh cái thùng. Làm hết cái hồn à, mềm xíu là té xỉu rồi, phải bắt nó về tầm bổ tinh thần mới được. Chỉ có một cái khe hở nhỏ xíu thôi mà cái con bạch tuộc này cũng chui xuống được, nên phục nó thiệt. Lần này tôi lại phải vận dụng kỹ năng bắt cá hai tay cho anh em xem rồi. Bắt cá nãy giờ mỏi tay quá, mà con cá này biết tôi mỏi tay hay sao đó, nên nó cố tình vùng vẫy để mát xa tay cho tôi. May mắn sao lại được thêm một con tôm hùm này anh em.